Những hình ảnh rất đẹp của đội tuyển U23 Việt Nam. Trên màn hình là Quang Hải, cầu thủ đã ghi 5 bàn thắng tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Đều là những bàn thắng rất đẹp. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay. Ngày hôm nay ông Parser sẽ bố trí sơ đồ đội hình 5-3-2. Thủ môn bắt chính sẽ là Đặng Văn Lâm. Ba cầu thủ đá ở vị trí trung vệ là Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Hậu vệ cánh trái sẽ là Đoàn Văn Hậu và cánh phải là Vũ Văn Thành. Cặp tiền vệ trung tâm của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ là Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải. Ba tiền đạo đá ở phía trên là Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức. Có thể nói ông Parser đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất của mình ở thời điểm này trong trận đấu gặp U23 Palestine. Lương Xuân Trường ngày hôm nay sẽ mang áo số 17 và đội trưởng Văn Quyết mang áo số 14. Trận đấu gặp U23 Palestine sẽ là trận đấu mở màn của U23 Việt Nam tại Cúp Tứ Hùng năm nay. Sau đó, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Oman và gặp lại đối thủ duyên nợ của chúng ta, đó là U23 Uzbekistan ở trận đấu cuối cùng tại Cúp Tứ Hùng. Đây là Lương Xuân Trường, tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á thì có thể nói những nhân tố như Xuân Trường hay Quang Hải vẫn giữ được phong độ của mình và thậm chí Xuân Trường còn ghi những bàn thắng rất đẹp từ những tình huống đá phạt. Còn đây là Công Phượng. Công Phượng sẽ mang số áo 20 ở trận đấu này thay vì số áo 10 quen thuộc. Đội tuyển U23 Palestine sẽ là những người giao bóng trước. Sau những cơn mưa, có thể nói là cơn mưa nhẹ ở trước trận đấu thì vào lúc này thời tiết trên sân vận động Mỹ Đình là rất đẹp. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của các bạn. Trong khi đó, đội tuyển U23 Palestine sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Như vậy là đúng với dự đoán ngày hôm nay, ông Park vẫn giữ nguyên sơ đồ đội hình đã đem lại thành công cho UEL Việt Nam. Đặng Văn Lâm. Văn Lâm ngày hôm nay bắt chính và Bùi Tiến Dũng dự bị. Một đường truyền sai của một hậu vệ U23 Việt Nam, đó là Bùi Tiến Dũng. Rất tốt. Văn Thành. Không được. Trung vệ của U23 Palestine đã cắt bóng rất nhanh. Lỗi rồi. Ngày hôm nay ông Parser bố trí người đá cặp tiền vệ trung tâm với Lương Xuân Trường là Quang Hải. Quang Hải và Xuân Trường cũng đã đá cặp với nhau trong trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển quốc gia Jordan tại vòng loại Asian Cup cách đây không lâu. Xuân Trường rất bình tĩnh. Rất tốt. Công Phượng. Một cú sút thẳng của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Và ông Park ngay lập tức có những lời động viên khích lệ đối với Công Phượng. Một pha xử lý táo bạo của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Rất hưng phấn. Sau 6 tháng lập nên kỳ tích tại châu Á thì U23 Việt Nam lúc này có thể nói là vô cùng tự tin và không ngán bất cứ một đối thủ nào.
chúng ta có thể thấy là về thể hình U23 Palestine đang chiếm ưu thế so với U23 Việt Nam. Những cầu thủ cao to. Pha vào bóng rất tốt của Đặng Văn Lâm. Xuân Trường. Đây là Duy Mạnh. Về cơ bản trong 3 trung vệ của U23 Việt Nam thì Đình Trọng vẫn sẽ là người đá ở vị trí trung tâm. Lệch phải là Duy Mạnh và lệch trái là hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang chơi cho câu lạc bộ ở Viettel. Anh Đức rất tốt, được chuyền công vượt. Rồi, sút đi, không được. Một pha đỡ bóng rất gọn của Công Phượng. Tuy nhiên hậu vệ Palestine đã kịp thời áp sát. Quả phạt góc đầu tiên của trận đấu và nó được dành cho U23 Việt Nam. Người đá quả phạt góc sẽ là Quang Hải. Quang Hải mang áo số 8 ngày hôm nay. Treo bóng vào, đánh đầu, không được. Người vừa băng vào đánh đầu là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Đình Trọng. Đây là Văn Quyết, Văn Quyết đã lùi sâu. Những phút đầu tiên rất sôi nổi của trận đấu và U23 Việt Nam đã có được cơ hội đầu tiên. Áp sát rất nhanh. Lưu Xuân Trường đường chuyền. Rất tiếc là hơi mạnh so với đà di chuyển của Công Phượng. Thay vì chiếc áo số 6 quen thuộc ngày hôm nay, Lưu Xuân Trường mang áo số 17. Đây là huấn luyện viên trưởng của U23 Palestine, ông Saduka. Chúng ta có thể thấy là ngoài Lưu Xuân Trường đá ở vị trí tiền vệ trụ ra thì Văn Quyết và Quang Hải cũng rất hay lùi về. Đây là một sơ đồ có thể nói là linh hoạt. Duy Mạnh rất tốt, Đình Trọng, Xuân Trường, Quang Hải đường chuyền cho Công Phượng. Kịp không? Vẫn còn. Pha bỏ bóng rất quyết liệt của cầu thủ mang áo số 23, Sanito. Những phút đầu tiên bóng luôn được chuyển sang phía cánh phải, nơi có sự góp mặt của Văn Thanh và Công Phượng. Các thủ U23 Việt Nam đang pressing. Những bước chạy rất nhanh của Farawi, cầu thủ mang số 17 bên phía Palestine. U23 Việt Nam đang nắm thế chủ động trong những phút đầu tiên. Rất nguy hiểm. Vừa rồi thì Duy Mạnh đã cắt bóng. Tiền đạo Anh Đức đang là người chơi cao nhất. Tuy nhiên thì khi mất bóng, Anh Đức đã lập tức lùi về. Quang Hải rất gọn. Xuân Trường. Những đường chuyền thoát pressing rất hay của U23 Việt Nam.
Văn Thành, Văn Quyết, Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng rất tốt. Xuân Trường không được. Một đường chuyền sửa lưng Công Phượng. Công Phượng đang hoạt động rất rộng. Những pha đi bóng của Đa Bác rất nguy hiểm. UEFA Palestine đang cho thấy họ là một đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt. Ở vòng chung kết UEFA châu Á mới đây thì trên màn hình là Bùi Tiến Dũng và Đỗ Hùng Dũng, những người không có trong danh sách đăng ký của UEFA Việt Nam ngày hôm nay. Ngày hôm nay ở băng ghế dự bị UEFA Việt Nam có Nguyễn Văn Hoàng, thủ môn của câu lạc bộ Sài Gòn. Ngoài ra còn có các cầu thủ Văn Toàn, Hà Đức Trinh, Nguyễn Thành Trung, Hoàng Minh Tuấn, Trịnh Văn Lợi, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Sơn. Bóng vẫn trong chân các thủ Palestine. Xuân Trường không thể lấy bóng. Cú sút nguy hiểm. Bóng đi chạy cột dọc. Vừa rồi là cú sút của cầu thủ mang áo số 9, Đa Bác. Thể hình cao lớn của Đa Bác khiến cho Xuân Trường và Quang Hải không thể áp sát và lấy bóng. Trong đội hình của U23 Việt Nam ngày hôm nay có ba cầu thủ Hoàng Gia Lai, đó là Xuân Trường, Công Phượng và Vũ Văn Thanh. Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong đội hình ra sân của U23 Việt Nam với 4 người là Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Xin lỗi bạn, như vậy là 5 người của câu lạc bộ Hà Nội. Phong độ rất cao của đội bóng thủ đô tại V-League năm nay đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội đóng góp đến 8 cầu thủ trong danh sách tập trung sơ bộ 30 người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mất bóng rồi. Vừa rồi là một pha mất bóng của Quang Hải, cầu thủ mang số 8. Duy Mạnh áp sát. Một pha vào trúng bóng của Duy Mạnh. Trọng tài không thổi phạt. Duy Mạnh vừa rồi đã phán đoán và vào bóng rất chính xác. Đây là những cầu thủ không đăng ký thi đấu ở trận đấu này. Chúng ta có thể thấy Nguyễn Tiến Linh và Triệu Việt Hưng. Nguyễn Tiến Linh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League, chỉ tính trong các trận sút nội, với 11 bàn thắng. Như vậy là cơ hội dành cho những cầu thủ như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Triệu Việt Hưng hay Nguyễn Tiến Linh có lẽ sẽ ở trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam, trận đấu gặp U23 Oman. Rất nguy hiểm, một pha vào bóng từ phía sau của cầu thủ bên phía Palestine. Văn Thanh đang phải nắm sân. Một pha phạm lỗi vào chân trụ của Vũ Văn Thanh. Người vừa phạm lỗi là cầu thủ mang áo số 12, Mohanad Fanoun.
Hơn 10 phút của trận đấu đã trôi qua và chúng ta có thể thấy là U23 Việt Nam đang chơi theo đúng ý đồ mà huấn luyện Park xây dựng, đề cao sự chắc chắn và kỷ luật trong lối chơi. Đây là Nguyễn Phong Hồng Duy. Hiện tại thì Hồng Duy và Phạm Xuân Mạnh đang gặp phải những chấn thương. Quang Hải sẽ là người đứng trước bóng trong tình huống này. Cú treo bóng của Quang Hải cho anh Đức. Cơ hội! Không được! Rất đáng tiếc. Người vừa bỏ lỡ là Duy Mạnh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ môn đội bạn đã băng ra rất nhanh. Duy Mạnh là cầu thủ đã đá chính tất cả các trận đấu tại V-League cho câu lạc bộ Hà Nội. Một đường căng ngang khá nguy hiểm. Có lẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo đang yêu cầu các học trò thi đấu giữ một cự ly đội hình hợp lý hơn. Đặng Văn Lâm đang là thủ môn xuất sắc nhất tại V-League vào lúc này khi anh giữ sạch lưới 8 trận đấu và giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng có số bàn thua ít nhất cho đến lúc này tại V-League. Rất mượt mà Công Phượng. Pha đi bóng quen thuộc của Công Phượng. Lỗi rồi. Cầu thủ vừa phạm lỗi là Michael Temanini. Cầu thủ bao số 4. Temanini đang chơi cho câu lạc bộ AFC United của Thụy Điển. Anh là một trong hai người đá tại châu Âu trong đội hình Palestine vào lúc này. Lương Xuân Trường sẽ là người thực hiện tình huống này. Ở U23 Việt Nam thì có rất nhiều người có thể thực hiện được những tình huống cố định. Ngoài Xuân Trường thì Quang Hải và Văn Quyết cũng có thể đá. Đánh đâu? Anh Đức! Không được! Trọng tài đã thổi phạt lỗi của anh Đức. Rất đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Anh Đức là một trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park triệu tập ở đợt tập trung này. Chúng ta cùng xem lại. Cho đến lúc này của trận đấu thì U23 Việt Nam là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Hiện tại ông Park Hang-seo bố trí số áo cho các cầu thủ chỉ là tạm thời ở Cúp Tứ Hùng năm nay. Số áo chính thức sẽ được huấn luyện viên Park công bố sau khi ông rút gọn danh sách 20 người tham dự ASEAN diễn ra tại Indonesia. Tất cả số áo hiện tại của các cầu thủ đều là số áo tạm thời. Những cầu thủ không đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam, chúng ta còn có thể thấy Minh Vương và ngồi ở trên cùng đó là Huỳnh Tấn Sinh, hậu vệ của câu lạc bộ Quảng Nam, người đã đạt chỉ số thể lực tốt nhất trong bài kiểm tra mới đây của huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Sau những kết quả kiểm tra thể lực tổng thể thì Huỳnh Tấn Sinh là người đạt chỉ số tốt nhất.
kế đó là Đỗ Hùng Dũng của câu lạc bộ Hà Nội, và đứng thứ ba là hậu vệ Vũ Văn Thanh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Những phút đã qua và Lương Xuân Trường đã cho thấy nhãn quan chiến thuật của mình với một số tình huống chuyền bóng, phân phối bóng và thoát pressing cũng rất tốt. Ở mùa giải năm nay thì tiền vệ Lương Xuân Trường đã ghi được 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đó hầu hết đều là những bàn thắng đến từ ngoài vòng 16m50, từ những cú sút phạt và sút xa. Rõ ràng là Xuân Trường đang cải thiện rất nhiều khả năng dứt điểm của mình, không chỉ là chuyền bóng. Rất hay, Văn Thanh. Xuân Trường, Văn Quyết. Xuân Trường mở bóng cho Đoàn Văn Hậu. Đây là Văn Quyết. U23 Việt Nam đang cho thấy lối chơi bóng ngắn và rất ít chạm của mình. Trong những buổi tập thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng yêu cầu các thủ không xử lý rườm rà và ít chạm nhất có thể. Anh Đức đã bật lên, tuy nhiên không đón được bóng. Vũ Văn Thanh mất bóng rồi. Đợt phản công của Palestine, đường chuyền quá mạnh. Ngoài khả năng bắt bóng tốt thì Đặng Văn Lâm cũng xử lý bằng chân khá hay. Văn Lâm là thủ môn thuần chân trái. Bùi Tiến Dũng, U23 Việt Nam đang xử lý bóng, giảm nhịp độ của trận đấu. Rất tốt, Văn Quyết chuyền vào. Sẽ chỉ có một quả phạt góc cho Việt Nam. Những cổ động viên nữ xinh đẹp đã đồng hành cùng với U23 Việt Nam. Một cách dàn xếp đá phạt góc. Không được. Bóng vẫn còn. Văn Quyết. Sút xa. Không vào. Pha ra chân vừa rồi là của Quang Hải. Trước đó thì U23 Việt Nam đã có tình huống dàn xếp đá phạt góc rất giống với đội tuyển Anh tại World Cup năm nay. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này có rất nhiều những tiền đạo đang có phong độ tốt. Có thể kể đến Nguyễn Tiến Linh của BKMX Bình Dương hay Phan Văn Đức của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngày hôm nay thì Phan Văn Đức không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.
Công Phượng. Đường chuyền hơi non cho Văn Quyết. Văn Thành. Đình Trọng. Rất nguy hiểm. Một cú sút lên trời của cầu thủ bên phía Palestine. Đó là tiền vệ màu số 7, Mahmoud Abouara. Hơn 20 phút đã qua và nếu như chúng ta đang thấy được sự ổn định ở phòng ngự với những nhân tố quen thuộc thì trên hàng công, những cầu thủ như là Anh Đức, Công Phượng, Văn Quyết có vẻ như chưa tìm được tiếng nói chung với nhau. Có lẽ là họ sẽ phải cần thêm thời gian. Văn Thành. Đình Trọng. Đoàn Văn Hậu. Rất quyết tâm. Sau một đường chuyền xa thì Đoàn Văn Hậu đã ngay lập tức lấy bóng. Đình Trọng. Trong hệ thống phòng ngự ba người của U23 Việt Nam thì Đình Trọng đóng vai trò là người chỉ huy. Anh thường xuyên hô hào các cầu thủ giữ cự ly đội hình tốt. Văn Quyết. Công Phượng. Văn Quyết. Văn Quyết vừa có đường chuyền nhắm đến cái đầu của Anh Đức, tuy nhiên không thành công. Một quả phạt góc cho U23 Việt Nam và Quang Hải sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Công Phượng đang bị kèm rất sát và trọng tài đã phải thổi còi. Với cách dàn xếp đá phạt góc như này thì Công Phượng sẽ là người kìm chân các hậu vệ đối phương để những cầu thủ như Anh Đức và Duy Mạnh có thể đánh đầu. Quang Hải. Đánh đầu đi, không được. Thủ môn đội bạn vừa phải đầm bóng. Rất tốt. Văn Lâm đã chơi an toàn trong tình huống vừa rồi khi Văn Thanh dùng bóng truyền về. Bóng vừa chạm chân Đoàn Văn Hậu và một quả phạt góc cho U23 Palestine. Ngoài Đặng Văn Lâm thì Anh Đức đang là cầu thủ có chiều cao tốt nhất của U23 Việt Nam trên sân lúc này. Cú đánh đầu vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu chính xác mới là cầu thủ có chiều cao tốt nhất.
Bóng vẫn trong chân cầu thủ Palestine. Rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và Đa Bác đã ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 9, Ode Đa Bác đã ghi bàn. Một pha đánh đầu vào góc gần và Văn Lâm không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Palestine. Đình Trọng không thể áp sát và cản phá tình huống này. Đa Bác có chiều cao quá tốt. Một cú đánh đầu khó đối với Văn Lâm. Văn Lâm đã bay người hết cỡ rồi. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trận đấu mang tính chuẩn bị trước thềm ASEAN. Và kết quả không quá quan trọng vào lúc này. Quan trọng là khi chúng ta vào ASEAN thì điểm rơi phong độ của cầu thủ sẽ như thế nào mà thôi. Mặc dù đội hình hiện tại ông Park Hang-seo bố trí có 5 cầu thủ đá phòng ngự, tuy nhiên ở phía trên thực sự vẫn chưa có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Xuân Trường và Quang Hải đều là những cầu thủ làm bóng và có thi đấu đá tấn công. Một cú đánh đầu có điểm rơi rất khó của Đà Bắc. Ở vòng chung kết U23 châu Á cách đây 6 tháng thì tiền vệ phòng ngự của U23 Việt Nam là Đức Huy. Ngày hôm nay thì Đức Huy không ra sân. Vẫn là Đa Bác. Nguy hiểm. Đình Trọng vừa phá bóng. Vẫn là cầu thủ Palestine. Ngoài tình huống dẫn đến bàn thua vừa rồi thì nhìn chung hàng phòng ngự của U23 Việt Nam chơi không đến nỗi tồi. Xuân Trường, Công Phượng rất tốt. Vẫn là Công Phượng. Quang Hải, Văn Quyết, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Anh Đức rất tốt. Văn Quyết sút đi, không được. Một pha hạ bóng bằng chân phải và tung ra cú sút bằng chân trái, tuy nhiên thì bóng đi quá nhẹ. Rất đáng tiếc cho Việt Nam. Đường truyền rất hay của Anh Đức. Những tình huống sút bóng bằng chân trái như vừa rồi là sở trường của Văn Quyết, tuy nhiên thì không có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Văn Quyết đã ghi được một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League năm nay trên sân Hàng Đẫy với một cú sút kiểu như vậy. Một cầu thủ Palestine nằm sân và Lương Xuân Trường đã đá bóng ra ngoài. Go, go, go.
huấn luyện viên Park đang có những nhắc nhở dành cho các cầu thủ. Từ đầu trận tới giờ thì Công Phượng là một trong những người hoạt động năng nổ nhất. Trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì Công Phượng thường đá cặp với Văn Toàn. Những hướng dẫn rất tận tình của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Trước ngày khai mạc Cúp Tứ Hùng thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng mục tiêu chính của Việt Nam, mục tiêu trọng điểm vẫn phải rơi vào ASEAN, và Việt Nam không thể thắng hết được tất cả các trận đấu dù nó là trận đấu giao hữu đi nữa. Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh. Lưu Xuân Trường, đường truyền của Lưu Xuân Trường. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị. Đường truyền mang đúng thương hiệu của tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Lưu Xuân Trường. Tuy nhiên thì có vẻ như Văn Thanh đã băng lên hơi sớm trong tình huống vừa rồi. Trên băng ghế dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay gồm các cầu thủ thủ môn số 1 Nguyễn Văn Hoàng, số 12 Nguyễn Văn Toàn, số 18 Hà Đức Trinh, số 15 Phạm Đức Huy, số 21 Nguyễn Thành Trung, số 24 Hoàng Minh Tuấn, cầu thủ của Nam Định, và những cầu thủ khác như Trịnh Văn Lợi, Lê Phạm Thành Long và Lê Văn Sơn. Đá dự bị cho tiền đạo Anh Đức ở trận đấu này là Hà Đức Trinh. Rất nguy hiểm. Bùi Tiến Dũng đã bọc lót rất tốt. Bùi Tiến Dũng đang là đội trưởng của câu lạc bộ Viettel, đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất quốc gia. Viettel năm nay thì đang đứng đầu bảng ở giải hạng nhất và nhiều khả năng sẽ giành quyền lên hạng chơi tại V-League ở mùa giải năm sau. Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng. Mất bóng rồi. Cao thủ Palestine đang chơi bóng rất đơn giản với những đường truyền dài. Từ một tình huống như thế thì tiền đạo Đa Bác, cầu thủ mang số 9 đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới của Đặng Văn Lâm. Hai trung vệ của đội bạn có thể hình rất cao to và điều này khiến cho Anh Đức đang gặp khó khăn. Ở vòng chung kết U23 châu Á cách đây 6 tháng thì huấn luyện viên Park thường xuyên sử dụng Công Phượng đá ở vị trí cao nhất. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết.
pha mất bóng khá vô duyên của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Xuân Trường. Trong tất cả các đường bóng của U23 Việt Nam thì Xuân Trường rất quan trọng. Mọi đường bóng đều phải luân chuyển qua tiền vệ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương và anh đang lấy lại phong độ của mình. Anh Đức cơ hội không được. Cần một chút sức dướn trong tình huống vừa rồi. Vẫn là cầu thủ Việt Nam, Văn Thanh. Xuân Trường. Một đường chuyền theo bài rất nhanh của Xuân Trường dành cho Cô Phượng. Đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam sau 6 tháng. Và cao thủ vẫn đang cần phải tìm lại tiếng nói chung. Sự liên lạc trong lối chơi đang là điều còn thiếu trong cách chơi của U23 Việt Nam. Cũng phải nói thêm rằng ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, thành công của U23 Việt Nam cũng đến từ những khoảnh khắc xuất thần, đặc biệt là của Quang Hải. Quang Hải có những pha xử lý bóng xuất thần, tuy nhiên thì ngày hôm nay huấn luyện viên Park Hang-seo đang bố trí anh đá khá thấp, đá ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với Xuân Trường. Văn Quyết. Anh Đức đang rất thoáng, tuy nhiên thì Văn Quyết không chuyền. Anh Đức không được rồi. Bóng đã nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn bên phía U23 Palestine. Phút thứ 42 của trận đấu. Hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối cùng. Xuân Trường. Văn Thanh chuyền vào. Anh Đức đến đâu? Không vào, rất đáng tiếc. Văn Quyết. Một quả phạt góc cho Việt Nam. Anh Đức đang ôm đầu tiếc nuối. Một pha băng cắt đánh đầu sở trường của tiền đạo câu lạc bộ BKM Bình Dương, tuy nhiên thì bóng không đi vào lưới. Rất đáng tiếc cho Việt Nam. Không ai kèm, tuy nhiên thì anh Đức đã đánh đầu ra ngoài. Chính xác là thủ môn đội bạn cản phá. Quang Hải. Không vào. Trung vệ Bùi Tiến Dũng vừa bỏ lỡ cơ hội. Liên tiếp hai cơ hội cho U23 Việt Nam. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền quá hay của Văn Thanh. Anh Đức đánh đầu trúng cột dọc. Thủ môn đội bạn đã bất lực rồi, tuy nhiên thì bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Nếu như đây là bàn thắng thì sẽ là một bàn thắng rất đẹp. Đường chuyền rất tinh tế của Vũ Văn Thanh.
Sau đó thì trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng, tuy nhiên không thể trách anh được. Bùi Tiến Dũng chỉ là một hậu vệ mà thôi. Đã có những cơ hội rõ ràng, tuy nhiên thì U23 Việt Nam chưa thể có bàn thắng. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 1-0 nhưng về U23 Palestine. Pha đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh, Công Phượng, Anh Đức sút, Anh Đức đã ghi bàn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và Anh Đức đã ghi bàn. Văn Thanh, Công Phượng đã có những pha phối hợp rất mượt mà để Anh Đức ra chân trái tung một cú sút có thể nói là hiểm hóc vào vùng thủ môn bên phía Palestine. Rất tốt, chắc chắn là bàn thắng này sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Đức đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo với bàn thắng rất đẹp vừa rồi. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam, lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Anh Đức. Công Phượng ghi bàn. Xin lỗi bạn, Công Phượng kiến tạo và Anh Đức ghi bàn thắng. Cú sút rất hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho BKMX Bình Dương. Công Phượng đi bóng quá dẻo, anh vặn sườn hậu vệ đối phương và truyền cho Anh Đức. Anh Đức đỡ lại một nhịp và rất bình tĩnh ghi bàn. Tỷ số là 1-1. Kinh nghiệm của Anh Đức đã thể hiện ngay vào lúc mà U23 Việt Nam gặp bế tắc nhất. Việt Nam đúng là đang thể hiện bản lĩnh và sự bình tĩnh của mình. Những giây cuối cùng của hiệp 1, tỷ số đã là 1-1 rồi. U23 Việt Nam đang thăng hoa. Anh Đức, Công Phượng đang rất trống trải. Công Phượng có thể sút không được. Một pha sửa lòng có ý đồ của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi trên cột dọc. Anh Đức và Công Phượng đang cho thấy sự ăn ý trên hàng công của U23 Việt Nam. Công Phượng sút bóng không phải bằng chân thuận của mình. Vừa rồi nếu như là một cái chân trái của Quang Hải thì rất có thể sẽ có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Không có lỗi của Công Phượng. Như vậy là trọng tài Muhammad đã thổi còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Tỷ số lúc này đang là 1-1. Người ghi bàn cho đội tuyển U23 Việt Nam là Anh Đức. Trước đó thì U23 Palestine đã mở tỷ số
bằng bàn thắng của tiền đạo mang số 9 Dabat. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau sau hơn 10 phút nữa của thời gian nghỉ giữa hiệp. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ Cúp Tứ Hùng giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Palestine. Hiệp 1 có thể nói là diễn ra rất hấp dẫn với kết quả hòa 1 đều. Anh Đức là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1 đều cho U23 Việt Nam ở phút cuối cùng của hiệp 1. Trước đó thì tiền đạo mang số 9 Dabat đã ghi bàn cho Palestine. Trong hiệp 2 của trận đấu thì U23 Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Văn Thanh, rất đáng tiếc là Văn Quyết không đón được bóng. Trong hiệp 1 có thể nói Văn Thanh, Công Phượng là những người chơi hay nhất, hoạt động năng nổ và có mặt tại những tình huống tấn công nóng nhất của U23 Việt Nam. Đường chuyền về rất nguy hiểm. Quang Hải. Đường chuyền hơi mạnh so với đà di chuyển của Công Phượng. Công Phượng và Quang Hải cũng là những người rất hiểu nhau khi họ từng sát cánh từ thời U16 Việt Nam. Văn Quyết. Nỗ lực của Quang Hải. Rất tốt, Xuân Trường. Công Phượng. Văn Thanh. Rất tiếc là không có ai. Đường chuyền theo bài của Văn Thanh. Tuy nhiên thì tuyến 2 không có một cầu thủ nào băng vào dứt điểm. Xuân Trường. Đây là Đoàn Văn Hậu.
Công Phượng. Vừa rồi Công Phượng không chuyền cho anh Đức mà quyết định dứt điểm. Bóng vẫn trong chân các thủ U23 Việt Nam. Công Phượng, Xuân Trường. Đường chuyền hơi non của Xuân Trường. Tuy nhiên trọng tài xác định bóng đã chạm tay hậu vệ bên phía Palestine. Sẽ có một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Và chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện pha đá phạt này. Xuân Trường và Quang Hải đang là những người đứng trước bóng. Ở góc sút này, Quang Hải hoàn toàn có thể sút thẳng. Khoảng cách là gần 30 mét. Quang Hải đang rất tập trung. Sút không được. Bóng đi không chính xác. Trong đội hình hiện tại của U23 Việt Nam ở mùa giải năm nay thi đấu tại V-League thì Xuân Trường là người ghi nhiều bàn thắng nhất từ những pha sút phạt. Trong đó không ai có thể quên được bàn thắng mà Xuân Trường ghi vào lưới của chính Đặng Văn Lâm khi Hoàng Anh Gia Lai đến Hải Phòng. Không khó đối với Văn Lâm. Văn Quyết lỗi rồi. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với cầu thủ số 12 Monat Fanun. Đây là cầu thủ đã mắc trên dưới 3 lỗi ở hiệp 1. Một pha vào bóng khá thô bạo đối với đội trưởng của U23 Việt Nam là Văn Quyết. Văn Quyết và Văn Hậu. Vẫn là Văn Hậu đứng chuyền vào. Vẫn còn Văn Thành. Quang Hải. Công Phượng dứt điểm. Siêu phẩm của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Siêu phẩm. Bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho U23 Việt Nam. Công Phượng quá hay. Lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đường chuyền của Quang Hải. Công Phượng không chia bóng và sút quá đẹp. Một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng. Một cú sút mà thủ môn bên phía Palestine đành bất lực. Công Phượng và anh Đức, những người đã ghi bàn thắng cho đến thời điểm này, đang chơi rất tốt. Chắc chắn là Công Phượng sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài khả năng kết nối với các cầu thủ tiền vệ, tiền đạo, Công Phượng luôn gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương với những pha đi bóng và vừa rồi là một cú dứt điểm không thể cản phá. Trước đó thì Quang Hải đã kiến tạo.
Như vậy là sẽ có sự thay đổi người bên phía UEFA Palestine. Cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng là Fanun, mà số 12 sẽ rời sân. Có lẽ là như vậy. Và người vào sân sẽ là cầu thủ mang áo số 6, Ahmad. Hai sự thay đổi người liên tiếp bên phía Palestine. Số 13 CH cũng đã vào sân thay cho cầu thủ mang áo số 18, Mohamed Obaid. Hai một cho U23 Việt Nam, phút thứ 54 của trận đấu. Công Phượng đã ghi một bàn thắng quá đẹp. Rất bản lĩnh sau khi để các cầu thủ Palestine dẫn trước 1-0. U23 Việt Nam bình tĩnh thi đấu và lấy lại thế trận, sau đó đã có hai bàn thắng ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Một màn ra quân rất ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau 6 tháng vắng bóng kể từ kỳ tích lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á. Đường lên bóng của các thủ Palestine không kịp. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta thấy là lối chơi của các thủ đang trở nên dần hợp lý, và Công Phượng chính là một cầu thủ trong số đó. Phượng đã tiến bộ rất nhiều dưới sự chỉ đạo của vị trí lợi giang người Hàn Quốc. Anh thi đấu hiệu quả hơn, đồng đội hơn và có những bàn thắng lạnh lùng hơn. Ở vòng chung kết U23 châu Á tại Từ Châu, Trung Quốc, Công Phượng đã ghi được một bàn thắng. Đó là bàn thắng mở tỷ số trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Iraq. Bùi Tiến Dũng rất nguy hiểm. Đình Trọng bọc lót quá nhanh. Hoan hô Đình Trọng. Lỗi ném biên. Văn Quyết vẫn là đội trưởng của U23 Việt Nam. Quang Hải, Văn Hậu. Một pha nhả bóng chiến thuật của Văn Quyết cho Văn Hậu, tuy nhiên bóng đã đi hết đường biên dọc. Rất tốt, Bùi Tiến Dũng. Duy Mạnh áp sát. Rất tốt. Một phong cách phòng ngự rất chặt chẽ của U23 Việt Nam. Rất nguy hiểm. Không vào. Tiền đạo bên phía Palestine ra chân rất nhanh, tuy nhiên bóng y chạy cầu dọc. Đó là cầu thủ màu số 10, Youssef. Mohanad Youssef đã vượt qua sự truy cản của Duy Mạnh. Không, đó là Văn Thanh. Hey,
Trên sân lúc này U23 Việt Nam đang có hai cầu thủ đàn anh, đó là Anh Đức và Văn Quyết, cùng với đó là thủ thành Đặng Văn Lâm. Cầu thủ còn lại trên 23 tuổi đó là Đỗ Hùng Dũng, ở trận đấu này không đăng ký tham gia thi đấu. Có lẽ là Hùng Dũng sẽ xuất hiện ở trận đấu sau khi U23 Việt Nam gặp U23 Oman. Rất dễ đối với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm sở hữu chiều cao 1m88. Văn Thanh hướng tấn công bên phía cánh phải, đang là mũi tấn công chính của U23 Việt Nam với sự xuất hiện của Văn Thanh và Công Phượng. Trong sơ đồ 3 tiền đạo chơi cao nhất ở phía trên thì Anh Đức sẽ đóng vai trò tiền đạo cắm. Công Phượng đá giạt phải và Văn Quyết là cầu thủ đá giạt bên trái. Liên tiếp 3 sự thay đổi người bên phía U23 Việt Nam. Những người vào sân sẽ là Lê Phạm Thành Long, Hoàng Minh Tuấn và Hà Đức Trình. Không, đó là Lê Văn Sơn. Cầu thủ mang áo số 30 Lê Văn Sơn. Lương Xuân Trường sẽ là người đầu tiên rời sân. Đây sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra những thử nghiệm của mình. Lương Xuân Trường rời sân, Anh Đức rời sân. Lương Xuân Trường, Đình Trọng là những người rời sân. Hai thủ đã chơi rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Tiền đạo Anh Đức cũng đã có được một bàn thắng cho mình. Với việc Anh Đức rời sân thì Công Phượng sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Người vừa phạm lỗi là Lê Phạm Thanh Long, cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ Hải Phòng. Đức Huy và Thanh Trung, những cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội. Những sự thử nghiệm đã bắt đầu với ba tân binh: Lê Văn Sơn, Hoàng Minh Tuấn và Lê Phạm Thành Long. Một lượt lấy bóng cho U23 Việt Nam. Đây là Lê Văn Sơn. Sơn mới vào sân và còn rất khỏe. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn là cầu thủ Palestine. Rất tốt. Văn Lâm đã sửa sai bằng một tình huống bắt bóng tốt. Trước đó thì anh đã xử lý lỗi. Quang Hải. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nhưng về U23 Việt Nam. Lê Phạm Thành Long. Rất kỹ thuật. Quang Hải. U23 Việt Nam đang chơi với hai cầu thủ rất nhỏ con ở giữa sân là Quang Hải và Lê Phạm Thanh Long. Một pha phạm lỗi rất thô của Abu Wara, đội trưởng bên phía U23 Palestine. Văn Quyết, Quang Hải, Lê Văn Sơn.
phút thứ 64 và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà U23 Việt Nam. Văn Lâm đang có những pha xử lý hơi làm đau tim các cổ động viên Việt Nam. Có lẽ là Văn Lâm rất tự tin với khả năng chơi chân của mình. Quang Hải được chuyền cho Công Phượng, vẫn là Công Phượng, rất hay Văn Quyết. Cao thủ Palestine rất khỏe. Một đường lên bóng bên phía cánh trái. Văn Sơn rất tốt. Rất tốt, một pha bay bóng quá đẹp của Đặng Văn Lâm. Pha bay bóng vừa rồi đã gia tăng thêm niềm tin cho các cổ động viên Việt Nam. Ông Park đang chuẩn bị có những sự thay đổi người tiếp theo. Khá nguy hiểm. Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh sẽ là gương mặt tiếp theo có mặt trên sân. Nhiều khả năng Hà Đức Trinh sẽ thay cho Văn Quyết hoặc Công Phượng. Lúc này sau khi rút Đình Trọng ra thì Đoàn Văn Hậu đang được bó vào phía trong, đá ở vị trí trung vệ cùng với Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh. Vũ Văn Thành sẽ chuyển sang bên phía cánh trái và Lê Văn Sơn là người đá hậu vệ phải. Theo tôi đây là một cách bố trí rất hợp lý của huấn luyện viên Park, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp. Nếu vắng đi một trong ba trung vệ thì Đoàn Văn Hậu là người hoàn toàn có thể thi đấu ở vị trí này. Hậu là một cầu thủ đa năng, có thể đá tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái. Như vậy là Hà Đức Trinh sẽ vào sân thay cho Công Phượng. Đội trưởng Văn Quyết vẫn sẽ có mặt trên sân. Hà Đức Trinh thay Công Phượng và sẽ chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Hà Đức Trinh đang chơi rất tốt ở mùa giải năm nay trong màu áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Chúng ta nên nhớ rằng đây chỉ là những sự thử nghiệm trong một giải giao hữu mà thôi. Tất cả sẽ hướng đến mục tiêu chính, đó là ASEAN. Văn Quyết, Hoàng Minh Tuấn, U23 Việt Nam đang dẫn trước 2-1 và không cần phải thi đấu quá vội vàng. Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải, quan trọng nhất là giữ chân, sau đó sẽ hướng đến sân chơi chính là ASEAN. Văn Hậu vừa chứng tỏ chiều cao của mình. Rất hay. Vẫn là cao thủ U23 Việt Nam, Hoàng Minh Tuấn. Chọc khe rất hay cho Hà Đức Trinh.
sút đi, đẩy bóng hơi dài. Hà Đức Chinh đã càn lướt, tuy nhiên trong pha chạm bóng cuối cùng anh đã đẩy bóng quá dài và không thể dứt điểm. Đường truyền rất hay của Hoàng Minh Tuấn, tiền vệ đang chơi cho câu lạc bộ Nam Định. Chắc chắn là những người đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình có thể nói đến lúc này là đã hài lòng với những gì mà U23 Việt Nam thể hiện. Văn Quyết đá phạt, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long. Lê Phạm Thành Long là một nhân tố thú vị của U23 Việt Nam. Tiền vệ này nhỏ con tuy nhiên sẽ thường tung ra những cú dứt điểm rất bất ngờ. Thành Long, một pha bóng lập bập. Đoàn Văn Hậu sau khi bó vào vị trí trung vệ đang chơi rất tốt với khả năng không chiến của mình. Tại vòng chung kết U23 châu Á thì U23 Palestine đã lọt vào đến vòng tứ kết và để thua U23 Qatar với tỷ số 2-3. Qatar chính là đối thủ mà U23 Việt Nam đã vượt qua ở vòng bán kết sau loạt sút luân lưu 11m với khoảnh khắc quyết định mang lại nhiều cảm xúc đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cú sút luân lưu 11m cuối cùng của Vũ Văn Thanh đã loại U23 Qatar khỏi U23 châu Á hồi đầu năm nay. Trước đó thì U23 Palestine đã giành chiến thắng rất đậm trước U23 Thái Lan với tỷ số 5-1. Chúng ta cùng xem lại tình huống bay người cản phá của Đặng Văn Lâm. Một pha bay người quá đẹp. Không nhiều thủ môn ở Việt Nam có thể làm được như vậy. Nhiều người cho rằng Văn Lâm cũng sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam và sẽ là người bắt chính cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại kỳ AFF Cup cuối năm nay. Giải đấu và cũng là mục tiêu số 1 của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Đã 10 năm rồi thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa thể vô địch lần thứ 2. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Công Phượng. Bàn thắng đẹp từ pha dứt điểm cho đến trước đó là tình huống kiến tạo của Quang Hải. Như vậy là Duy Mạnh sẽ là cầu thủ rời sân và vào sân thay cho anh là đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội, Nguyễn Thành Trung. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Thành Trung là một cầu thủ đa năng, đôi khi được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tung vào sân để đá tiền đạo. Tuy nhiên sở trường của Thành Trung vẫn là hậu vệ.
rất tốt. Rất tiếc là đường truyền không chính xác vừa rồi là của Văn Thanh. Văn Thanh là cầu thủ rất đa năng. Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng là hậu vệ theo người rất sát. Không nhiều tiền đạo có thể vượt qua được Bùi Tiến Dũng trong những tình huống 1 đối 1. Nụ cười của Lương Xuân Trường. Rất tốt. Quang Hải. Hà Đức Chinh, tốc độ. Một quả ném biên cho U23 Việt Nam. Sức trẻ của Hà Đức Chinh đã mang lại khó khăn cho hậu vệ Palestine. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người luôn theo sát mọi diễn biến trên sân với những chỉ đạo kịp thời. Vị trí Lê Giang người Hàn Quốc không phải là một mẫu huấn luyện viên theo kiểu ngồi trầm tư ở băng ghế huấn luyện. Khi có những bàn thắng thì ông Park cũng ăn mừng rất cuồng nhiệt. Lúc này thì Hà Đức Chinh đang là cầu thủ chơi cao nhất. Phía dưới anh một chút là Văn Quyết và Hoàng Minh Tuấn. Trong cách chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang vận hành, chúng ta không thấy một ngôi sao nào thực sự nổi bật cả. Tất cả đều là những mắt xích quan trọng và liên kết với nhau. Đó là một lối chơi khoa học, kỷ luật dựa trên tính tập thể. Lúc này Văn Lâm đã phải một lần vào lưới nhặt bóng, tuy nhiên đó là một tình huống đánh đầu quá khó của tiền đạo Palestine. Quang Hải. Đúng là Quang Hải rất khéo léo khi anh được kéo về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ở câu lạc bộ Hà Nội thì Quang Hải thường xuyên được bố trí ở vị trí tiền vệ công trong sơ đồ 3 tiền vệ. Bóng đi vọt sang ngang. Sút rất mạnh của tiền đạo bên phía Palestine. Cầu thủ đã ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo trắng đến lúc này, tiền đạo Đa Bác. Những pha tranh chấp bóng bổng ở tuyến giữa. UEFA Palestine không nhiều bài tấn công. Tất cả mọi đường bóng đều nhắm đến tiền đạo mang số 9 Đa Bác. Bóng trong chân các thủ UEFA Việt Nam. Quang Hải phạm lỗi rồi. Như vậy là trong các cầu thủ đã được tung vào sân cho đến lúc này thì chỉ còn
duy nhất một cái tên chưa được huấn luyện viên Park trao cơ hội. Chính xác là hai người, đó là Phạm Đức Huy và Nguyễn Văn Toàn. Sau nhiều năm thi đấu ở các cấp độ đội tuyển quốc gia thì đến lúc này nhiều người đã thừa nhận Vũ Văn Thành là hậu vệ cánh số 1 của Việt Nam vào lúc này. Phút thứ 80 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Hai người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ là Anh Đức và Công Phượng. Cả hai bàn thắng đều rất đẹp. Trên màn ảnh là thủ môn Văn Hoàng và trung vệ Đình Trọng. Sau khi trở lại với chấn thương cổ chân thì Đình Trọng đã chơi tròn vai trong suốt những phút thi đấu trên sân. Giải bóng đá quốc tế U23 Cup Vinaphone sẽ thi đấu với mật độ 2 ngày một trận, và sau đây 2 ngày U23 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U23 Oman cũng vào lúc 19:30. Rất nguy hiểm một đường lên bóng của các thủ Palestine. Tuyến 2 không vào. Một pha dứt điểm, bóng đi trên cột dọc. Cầu thủ vừa băng lên dứt điểm đó là hậu vệ cánh trái Mohamed Rashid. Ở Palestine thì giải vô địch quốc gia của họ thường xuyên phải trì hoãn vì những vấn đề mang tính chính trị. Chắc chắn là ở trận đấu sau gặp U23 Oman, chúng ta sẽ được chứng kiến những cầu thủ còn lại chưa được thi đấu trong ngày hôm nay ra sân. Có thể kể đến Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng hay Trần Minh Vương. Rất nguy hiểm. Rất may là tiền đạo đội bạn sút ra ngoài. Đó là Đa Bác. Nhiều khả năng thì ở trận đấu sau, huấn luyện viên Park sẽ tiến hành xoay tua ở cả vị trí thủ môn. Và rất có thể Bùi Tiến Dũng ở trận đấu tiếp theo gặp U23 Oman sẽ bắt chính. Văn Quyết có thể mở biên, rất tốt. Bóng không đến được chân của Lê Văn Sơn. Sau giải đấu Quốc Tử Hùng vào ngày 8 tháng 8 tới thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự ASEAN diễn ra trên đất Indonesia. Tức là sẽ có 10 người bị loại.
cú phá bóng an toàn của Lê Văn Sơn. Bên phía U23 Palestine có sự thay đổi người tiếp theo. Văn Thành, Hoàng Minh Tuấn, cầu thủ mang áo số 10 Mahmoud Joseph sẽ rời sân. Vào sân thay cho anh là tiền đạo mang áo số 19 Mohamed Alassa. Sau khi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 thì U23 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc. Đang có một cầu thủ nằm sân và đó là Văn Quyết, đội trưởng Văn Quyết. Trên màn ảnh là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng và Phạm Xuân Mạnh. Ở mùa giải năm nay thì Bùi Tiến Dũng không có nhiều trận bắt chính cho FLC Thanh Hóa. Những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Lê Phạm Thành Long, Quang Hải. Đường truyền quá mạnh. Sau khoảng 60 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra sôi nổi thì những phút còn lại thế trận diễn ra khá chậm với sự chủ động thuộc về phía U23 Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đang thi đấu chặt chẽ và không có nhiều khoảng trống cho các tiền đạo Palestine có thể dứt điểm. Đường truyền hỏng của Lê Phạm Thành Long. Đoàn Văn Hậu rất tốt. Sải chân dài đã giúp cho Đoàn Văn Hậu giải nguy trong tình huống vừa rồi. Đoàn Văn Hậu đang thi đấu ở vị trí trung vệ cùng với Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Trung. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ rất thần tượng. Hậu vệ người Tây Ban Nha đang thi đấu cho câu lạc bộ Chelsea là Marcos Alonso. Một pha đánh đầu tốt của Bùi Tiến Dũng. Chắc chắn là vào cuối năm nay khi giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup diễn ra thì
sân vận động Mỹ Đình sẽ là những ngày hội cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gặp các đối thủ là Malaysia và Campuchia. Bùi Tiến Dũng rất tỉnh táo. Phút thứ 90, phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển U23 Việt Nam. Phạt góc cho Palestine. Trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ. Rất nguy hiểm. Vào những phút cuối cùng của trận đấu thì trên sân Mỹ Đình lúc này đang có những hạt mưa. Một màn ra quân có thể nói là thuyết phục của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Người hâm mộ đã được chứng kiến những bàn thắng đẹp, lối chơi chặt chẽ của hàng phòng ngự. Ở ASEAN sắp tới thì U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Pha đỡ bóng lỗi của cầu thủ bên phía Pakistan. Có lẽ là cao thủ đến từ Palestine cũng đã thấm mệt rồi. Quang Hải vẫn đang theo bóng rất tích cực. Mặc dù nhỏ người, tuy nhiên Quang Hải không phải là cầu thủ có thể lực yếu. Trái lại, anh có sức bền và độ dẻo dai rất cao. Rất tốt. Một hệ thống phòng ngự vô cùng chắc chắn của U23 Việt Nam. Rõ ràng là chúng ta đã thấy những nét mặt rất tích cực từ phía chiến lược gia người Hàn Quốc, ông Park Hang-seo. Không khó đối với Văn Lâm. Văn Lâm rất bình tĩnh. Văn Quyết, cơ hội Văn Quyết ghi bàn 3-1. Một pha cửa lòng quá hay của Văn Quyết. Tuy nhiên thì đã có lỗi việt vị rồi.
Rất tiếc là Văn Quyết đã ở trong tư thế việt vị. Một pha sửa lòng rất đẳng cấp của tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội. Nguy hiểm. Rất tốt Văn Lâm. Như vậy là trọng tài chính Muhammad đã thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành được một kết quả tốt trong ngày ra quân Cúp Tứ Hùng.